đậm chất vùng cao với thiết kế tinh xảo cùng với những phước tây đầy tự tin đã tối hồn cho bộ trang phục dân tộc thêm phần sinh động. Đẹp dịu dàng anh có thử ghé thăm. Đang tiến ra sân khấu là cặp đôi vô cùng đáng yêu, bé Minh Tuấn và bé Thiên Di. Minh Tuấn trong trang phục quần tây áo sơ mi trắng, khoác cà vạt vô cùng lịch lãm. Và cuối cùng, đang sải bước trên mặt sân khấu là hai cô gái xinh đẹp, bạn An Nhiên và bạn Hoàng Yên. Với những chiếc váy vô cùng đáng yêu và năng động. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.